Dạ thưa bố, thưa mẹ dùng cơm. Con trai mẹ dọn, Hai mẹ mẹ con dùng dùng. bữa. Con, dạo này học hành sao rồi con? Dạ thưa bố, hôm nay con học rất vui. Cô dạy về chuyện đạo đức con người, làm người phải có đạo đức, làm người phải biết giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau vươn lên. Sao cô mày rảnh vậy em? Muốn trả tiền cho con đi ăn, đi học chữ, học toán, học đạo đức để làm cái giống gì? Dạ thưa bố, làm người phải có đạo đức, làm người phải tốt, phải biết giúp đỡ lẫn nhau. Trong lúc khó khăn thì mọi người sẽ giúp đỡ lại mình và biết ơn mình. Cô còn rảnh vậy? Ai cũng giúp đỡ, bố lấy tiền đâu đóng tiền nước cho con vậy cậu? Nhưng mà cô của con là người có đạo đức tốt, cô muốn tất cả mọi học sinh đều phải tốt giống như cô vậy đó bố. À, làm người có đạo đức tốt như cô của con có lợi ích gì không? Dạ thưa bố, có chứ bố. Ở trong trường tất cả mọi thầy cô giáo và tất cả mọi học sinh bạn bè của con ai cũng yêu thương cô hết bố ạ. Vậy tại sao không thấy ai tặng cho cô mày chiếc xe máy để chạy? Bà cứ chạy chiếc xe đạp cũ hoài, vậy là tốt hay xấu? Dạ nhưng mà cô của Thôi con. thôi, bỏ cãi bố. Bố giận, bố không đi làm là cả nhà đói hết. Dạ thưa bố, xin mẹ con xin lỗi, con hiểu rồi. Khoan đi, trong trường ngoài học đạo đức ra con còn học những môn gì? Dạ thưa bố, ở trong trường con học rất là nhiều môn, con học văn, học lý, học hóa, học toán, học lịch sử. Dạ học rất là nhiều môn bố ạ. Bố dặn nè, vô trường học học chữ, học toán được rồi, mấy môn khác khỏi cần học đâu. Ủa sao kỳ vậy bố? Dạ trong trường con thích học môn lịch sử lắm bố ạ. Con học lịch sử để làm cái quái gì? Dạ thưa bố, ở trong trường cô nói là học lịch sử để mình phải hiểu biết về cội nguồn của dân tộc ta. Cội nguồn của con á là bố mẹ đây nè, học cội nguồn của người khác để làm cái gì? Bữa Dạ nào mẹ con rảnh, mẹ con nói về cái cội nguồn làm sao bố mẹ quen nhau cho con nghe. con biết không, hồi đó mẹ đẹp lắm á, mẹ là hoa khôi của trường trung học đó con. Còn bố mày hả, xấu quá à, chạy chiếc xe đạp theo mẹ mà mẹ đâu có thèm, mẹ đi theo mấy chú xe máy về. Sau này bố mày chịu khó làm ăn giàu lên mẹ mới lấy đó chứ. chuẩn, không cần chỉnh, giàu mới có vợ đẹp, có tiền mới có đi giúp đỡ người ta, chừng nào mình mới giàu, biết không? Dạ con hiểu rồi bố. Nghĩa là từ đây trở đi con sẽ không cho bạn bè con mượn tiền nữa. Không, con vẫn mới cho chúng nó mượn tiền. Ủa sao bố nói không nên giúp đỡ người ta mà. Con cho chúng nó mượn tiền rồi con lấy lãi cao 10% một tháng, vậy thì con mới giàu nổi. Dạ con hiểu rồi. Vậy là chỉ nên giúp đỡ người khác khi mà có lợi ích cho mình thôi. Chuẩn, không cần chỉnh. Mình thấy anh dạy con hay không mình? Mình giỏi quá, ơn sao em đừng mà quanh nó bưng quanh. Dạ con hiểu rồi. Vậy bố ơi, từ nay bố cho con nghỉ học nha, con đi theo bố học kiếm tiền là được rồi. Không, con không nghỉ học, con vẫn phải đi học. Con phải học chữ, học toán. Để làm chi? Học chữ để biết gì hợp đồng. Người ta đưa hợp đồng mà không có lợi cho mình, đừng có ký, phải biết chỉnh sửa hợp đồng để gạt người ta. Còn học toán để làm gì? Học toán để khi mà người ta đưa tiền thiếu cho mình thì mình đòi thêm nữa, mà lỡ như nó đưa dư thì mình trả lại, hiểu chưa? Dạ, vậy là con biết rồi. Con chỉ nên học văn cho giỏi để mà chỉnh sửa hợp đồng gạt người ta. Con nên học toán cho giỏi để không còn ai thiếu tiền con nữa. Chuẩn, không cần chỉnh. Làm ăn phải khôn khéo, lanh lợi. Con làm ăn mà chân chính quá, làm sao mà giàu nổi, biết không? Dạ. Chào anh Chuẩn không phần chính. Chúng tôi bên cơ quan điều tra đến để mời anh về làm rõ vụ việc của vụ án vừa rồi. Được được. Chào anh. Bắt thì không sao, nhưng mà chị sao nhớ để dép đi dành cho anh. Để làm sao? Anh cho tôi một giây. Con thấy bà dặn đúng không? Con phải đi học,
để tránh những trường hợp này xảy ra. Mà nhớ phải đi học luật nữa. Để làm chi? Để mình biết cách luồn lách. Yeah. Nếu không mà để mấy anh này anh biết tẩy của mình là mình thua rồi. À, đây anh ơi. Ba. À, ba dặn con nè. Nhớ được làm người tốt nha. Làm người tốt sẽ bị người xấu nó hại. Làm người xấu không ai dám hại mình hết. Lâu bị bắt thôi. Ba. Mẹ, sao ba bị bắt mẹ không nói gì vậy? Thì mẹ biết bố mày làm nghề này trước sai cũng bị bắt à. Không sao đâu. Tài sản của bố sang tên cho mẹ hết rồi. Có gì ổng vô đó vài năm ra vẫn còn tiền xài mà lo gì. Mẹ nói chuẩn không được chính. Quê biết bao nhiêu lâu mà anh có về đâu? Biết mà còn hỏi. Em với quê ngủ với bao nhiêu thằng em lên phố kiếm tôi làm gì? Anh đừng có mất dạy nha. Ở đó giờ tôi ngủ với một mình anh thôi đó. Trời ơi, em đừng sợ quá, biết bao nhiêu thằng ở dưới quê đó nó ngủ chung với em, đồ tôi nghe vậy tôi mới nhào vô chứ bộ. Tôi ngủ ra là chuyện của tôi, mà bây giờ anh làm tôi có bầu là anh tính sao?